Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ công thức matcha cốt dừa đá xay. Món này không những ngon mà còn rất là đẹp, các bạn có thể lựa chọn thêm vào menu quán của mình. Công thức và nguyên liệu thì mình có chia sẻ trên clip, các bạn chú ý theo dõi nha. Muốn công thức ngọt thì các bạn có thể thêm đường. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt đăng ký và chia sẻ video nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.